How are you today? I'm fine, thank you. What about you? I'm really good. Are you happy? Yep, I still do. Thank you too. Yeah. I see, yeah. Really happy today. Cô thấy con hôm nay vui lắm nha. What did you eat? How about you? I'm really happy. Very good. Very well. Hello. Didn't you have dinner? Yes, I did. Okay. What did you eat? What did you eat? What did you eat? I ate happy. What? Cái gì đúng không? Did you eat? Con đã ăn gì? Con sẽ trả lời cho cô là I ate. Meat, duck, and thịt vịt á? Meat, duck. Duck and duck meat. Meat and rice. And rice. Tao đi vegetable. Tao nữa đúng không? Rice and vegetables. Okay. Beep. Okay, what did you eat? What do you I ate with rice and vegetables. Me too. Teacher Mango, I ate duck meat too. Cũng vừa ăn thịt vịt xong này. Ok, lại nha. Cô hỏi con ăn gì, con sẽ trả lời và con lại hỏi cô nữa. Alright. What did you eat today? I ate duck meat, rice and vegetables. Rice. And you? And me? I ate duck meat too. Oh, very good job. So, I give you the points because you answer very good. How many points? Ten. Okay. Ten. Do you want to play games? Yeah. Let me see me find the game for you, huh? Cô tìm game nha. I find the game for you. This is fishing game. I write here. Go. Yeah. Five. Fishing, yeah. 10, 20, 50. Okay. 1, 2, 3. Okay. What about the cô đã cho điểm ở đấy rồi, có 5, 10, 15, 20, and 50. Okay, now do you want to play game? Yeah. Do you want to play game? Yes, I do. Yep. Yes, I do. Okay, now you go first. Or you, Mango goes first. Ai đi trước nào? Ai câu trước nào? Okay, vậy cô câu trước cho con nha. 3, 2, 1. Go! Fish! Ooh, David 5.
David five. Okay. Cho gì mà đỡ thế? À, xong đấy mình sẽ cộng điểm lại nhá. And then we plus the numbers together, okay? Who get the higher will be the winner. All right? Now, teacher Mango. 3, 2, 1. Fish. Ooh, teacher Mango get... Cái câu đã được một chỗ là 10 điểm thôi. Ok, now David. Ok, David. 3, 2, 1. Go! Là David ghé 55 điểm. 55. Ok. Now Mango. The last time, lần cuối nhà, the last time is David. David say? Yeah, 3, 2, 1. Baby get 20. Đi làm 15 điểm. Nào mango. 3, 2, 1, go. Đấy. Mango. 3, 2, 1, go. 10. So how many points? 5, 6, 5, 7, 75. Bằng nhau rồi. 5 cộng 5 bằng 5 cộng 5 mới bằng 55 cộng 5 mới bằng 75. So we are winners. Chúng mình đều là người thắng cuộc. Oh yeah. We winners. Chưa bao giờ cả hai người đều thắng cuộc đúng không? Now say, we are winners. Chúng mình đều thắng nhỉ? Bằng điểm nhau là điểm rất cao. 75. Okay. We are winners, so now are you ready to learn? Are you ready to learn? Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. 3, 2, 1. Beep, 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 beep. Okay, today we learn you need this is my bag. This is my bag. You need it. This is my pen. This is my pen. This is my pen. Okay. We have finished the game and we are winners, so I get you 10. 20. Okay, lesson 1. Lesson 1, say vocabulary. Meow, what are you here? This is the cat. It's cute. Meow, what you? Cái con meow hơn you kia. Oh, hey, cái con meow hơn you kia. Is this cute? It's cat. No cat. Nhưng mà cái con đấy là chỉ là một bình thường bình. Cute. Okay, is it cute? Yes or no? Yes or no? No. No? Yeah. No, I don't. I'm a cat. You are a cat? Con là một con mèo à? Con là con mèo à? Meow. Huh?
Không, nào, câu hỏi nha. Câu bạn này. Đây là một chú mèo. This is a cat. Is it cute? Nó có dễ thương không? Yes, it is. No, no it is. No, it is. It's... I am a cat. I am a cat. Are you a cat? Con là con mèo á. Sinh năm mèo. Con sinh năm con mèo à? Yes. Con mèo. Meow. Thôi tập trung nha. Tập trung câu hỏi này. This is a cat. Is it cute? Is it cute? It is a cat. Hoàn hoàn. Yes, it is. Nào ngồi 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 thẳng lên nào. Nào yes or no? Is it cute? Is it cute? Yes, it is. Đúng rồi. All right, it's very cute. Đấy. Pen. Pencil. Pen. Yeah. Pen. Pen. Pencil. 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 Okay, very good. Pencil. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Okay, sharpener là cái gì nhỉ? It's pencil sharpener. This is the pencil and pencil sharpener. Đây là con có cái tốt phí. Pencil sharpener là gì? Pencil sharpener. Sharpener. Cái all right, now David say pencil sharpener. Pencil sharpener. Okay, very good. And notebook. Notebook. Okay, you read one more time. Pen, pencil, pencil sharpener, notebook. Pencil sharpener, notebook. Không phải notebook nào nghe nào. Listen. Notebook. Notebook. Okay, yay. Notebook. One, two, three. 40. 30. 30 boys. Rubber. Rubber là cái gì? What is rubber? What is rubber? Cục tẩy. À, cục tẩy. Pencil case. Oh, is that rubber? Pencil case. Pencil case. Pencil case. À, pencil case. Là cái gì ta? Cái hộp bút. Hộp bút túi. Hộp bút. And? School bag. School bag. Okay. Now one more time. One, two, three. Rubber. Pencil case. School bag. Very good. You read really good. Con đọc giỏi đấy. Now. 40. Yeah. Let's go. This is my pen. This is my pen. This is my pen. Is it? Is it? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Đây là bút của tớ. Con robot nói là gì? Ta-da. Is it? Ta-da. Có phải không? Yes, it is. Con nhỉ? That's my rubber. That's my rubber. Rubber.
That's my rubber. That's my rubber. Okay. Is it? Is it? Is it? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay, yes, it is. Okay, now you are Linda. I am Robert. This is my pen. Is it? Yes, it is. Uh-huh. That's my rubber. Is it? Rubber. Is it? Yes, it is. Uh-huh. Okay, now you are Robert. And I am Linda. This is my pen. It is? Yes, it is. Ví dụ nha, đây là rubber này. That's my rubber. That's it is? Rubber. Is it? Is it? Is it? Is it? Yeah, it is. Oh, you are a good robot. So, 1, 2, 3, 4, 5. 50. Very good. Structure. Let's go to the structure. Doctor. What is the structure today? We say here, this is singular. Nouns, near. Singular. Nouns, okay. Right. That is. Plural. This is singular. Nouns, car. Okay. This is là gì nhỉ? This is. Đấy. Đây là Hello David. This is a pen. Singular là số ít. Danh từ số ít đúng không? Okay. Số nhiều. Vậy near là gì? Near là gì? Ở gần cộng với những vật ở gần thôi. Có cái gì ở gần con à? Đây đang có cái gì ở gần con? Lamp. Okay, thì con sẽ nói là this is a lamp. This is the lamp. Okay. This is a lamp. Có một cái bàn. This is a telephone. A telephone? Telephone. Yeah. Yeah, telephone. Oi. Màn hình của cô lại bị đơ rồi. I cannot move. Hỏng rồi. Ờ. Thế nào? That is kia. Kia là far. Rồi, đấy là số nhiều cơ mà. Không số nhiều đâu, vẫn singular, vẫn là số ít. That is, chỉ một cái thôi. Kia là, ví dụ như, kia là một cái túi. That is a bag. Okay. Nhưng mà nó ở rất là far, nó không ở near. Nó ở far. Ở đâu nhỉ? Ở xa thì ở xa, đúng rồi, very far, okay. Hiểu chưa? Con lấy ví dụ nào, ở đằng xa xa của con có cái gì? Có cái cửa không? Có cái door. Okay, thì con nói kia là cánh cửa. Kia là cánh cửa, nói như nào? Bed. That is a bed. Bed. That is a bed. Quilt. That is a quilt. Rồi, ok, hiểu vấn đề rồi đúng không? Nào, this is là ở? Ở gần. Gần, that is
chơi được làm gì? Để nói mấy vật, để nói mấy vật. Không phải nói mấy vật. Mấy vật? Nghiêm túc nào. Đúng không nào? Một vật thôi đúng không? Thế còn that is là một vật nhưng ở xa. Còn this is là một vật nhưng ở gần. Gần, đúng rồi, ok. Rồi con thoát ra một chút nhá. Để cô tắt máy cái. Máy của cô bị đơ rồi, không tắt được nữa. Mẹ đợi em đi. Mẹ đợi em chút nhá, máy em bị đơ.